đo để xem nó sống chết như nào. Chào tất cả các bạn nhé. Thì trong bếp từ hay là rất nhiều các cái mạch điện tử thì nó hay sử dụng các cái con ba chân. Đấy, thì một trong những con mà cũng tương đối là thông dụng đó chính là IGBT. Thì cái con IGBT ba chân này thì nó hay sử dụng trong bếp từ. Đấy, vậy thì các bạn làm thế nào biết được cái con IGBT này nó có sống hay là nó chết thông qua một cái đồng hồ số như này? Vì bình thường mình thấy ở trên mạng, trên YouTube ấy, thì nhiều người hướng dẫn đo bằng cái đồng hồ kim hoặc là một số cái dòng đồng hồ có thể đo được. Nhưng nếu các bạn có một cái đồng hồ mà nó không đo được, một đồng hồ số như này thì bạn không đo được nhé. Kể cả các bạn kích mở như các cái đồng chí trên mạng hướng dẫn kích mở này đó, thì các bạn đo nó không lên nhé. Đó, thì đặc tính của cái con IGBT này này thì nó gồm có ba chân, đó là G, C và E. Thì giữa C và E nó có một con diode mắc ngược từ E sang C. Vì vậy là khi các bạn đo giữa chân E và chân C ấy, thì các bạn để cái đồng hồ số nhá, để cái que dương vào đây và để que âm vào chân C thì nó sẽ lên. Đấy, thế còn đảo ngược lại thì nó sẽ không lên. Và chân G thì nó sẽ cách điện với hai cái chân còn lại. Thì các bạn chỉ cần đo như vậy. Đấy, đo như này, đúng không ạ? Không lên. Đo như này sẽ lên. Đấy, nhảy số khoảng 6-700 gì đó. Thì là cái con IGBT này nó chưa bị chập và con diode trong nó vẫn còn. Tuy nhiên thì để mà muốn biết nó có hoạt động hay không, tức là con IGBT này nó còn làm việc hay không, thì ở trên YouTube thì nhiều người hướng dẫn là các bạn kích mở, ví dụ như đo như này, đúng không? Rồi kích mở điện áp dương sang cái chân này thì đo nó thông. Đấy, nhưng thực tế thì cái đồng hồ số như này thì các bạn không kích được nhá, kể cả mình để lên trên thang 20 mê. Đấy, các bạn cũng không kích được. Đấy, kích nó cũng không mở. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách đo để biết được cái con IGBT này nó có hoạt động hay không. Còn cái mà đo xem nó chập hay nó tức là nó chập hay nó đứt diode ở trong thì các bạn đo như vừa rồi. Thế còn bây giờ đo để xem nó sống chết như nào. Đấy, thì đây là cách đo nhé mà mình hay dùng. Đấy, thì đầu tiên nhé, các bạn cũng đo như vậy. Đấy, đo không thấy nó thông nhá, giữa chân G này, chân này là chân G, với hai chân còn lại nó không lên gì cả, là tốt đúng không? Hai chân này lên một chiều rồi. Thế bây giờ nhá, sau khi các bạn đo như vậy rồi, khẳng định con này chưa chập, thì các bạn dùng cho mình một cái hòn pin 9V như này. Đấy, 9V nhá. Các bạn cầm vào cái phần nhựa này thôi, đừng cầm vào cái phần sắt để sợ nó truyền mất, à nó mất. Thì cực dương nhá. Đấy, đối với cái loại kênh nào này, cực dương này, các bạn chạm vào cái chân G của IGBT. Đấy, và cực âm thì chạm vào chân E. Đấy, sau đó các bạn bỏ ra như này, các bạn đo. Đo thì bây giờ đo hai cái chân này nó thông nhau nhá. Nó thông nhau cả hai chiều luôn này. Đấy các bạn. Đấy, thì các bạn chuyển cái này về thang thông mạch đo cho nó nghe tiếng kêu cho sướng này. Đấy, các bạn đo thông này. Đấy, bạn thấy không? Nó lên không? À, chuyển ra đây nó lên. Thì với cái áp 9V thì nó lên được ví dụ tầm 30 ohm đúng không? Thì cái điện áp cao hơn nó sẽ lên bão hòa luôn, nó sẽ mở luôn. Nhưng với 9V thì nó mở được rồi. Đấy. Mặc dù cái đồng hồ của mình pin 9V rồi nhá, nhưng mà đo không lên. Đấy, đây. Đo lại. Đảo. Và bây giờ ấy thì sau khi mà đo xong như thế rồi, nó lên rồi, đó. Thì tức là cái con này nó đang hoạt động nhá. Thì các bạn lại tiếp tục các bạn xả cái chân đen này, xả vào chân G này. Đấy, để cho nó xả hết cái điện áp ở chân G đi. Thì các bạn đo lúc này nó trở lại cái trạng thái ban đầu nhá, tức là như cái lúc mà chúng ta chưa đo. Đấy, ok không? Không lên nhá. Đấy, lại nhá, một lần nữa này. Dùng pin 9V để cực dương vào chân G và cực âm vào chân E. Đấy, cầm chú ý là không chạm vào cái lưng của nó. Đấy, các bạn đo, ấn vào đúng không? Đấy, bỏ ra thoải mái. Hôm nay đã kích dẫn rồi.
Đấy, nó dẫn cả hai chiều này, dẫn thông luôn 9V nhá. Đó, và xả chân que đen của đồng hồ số vào chân G, sau đó đo lại trở lại trạng thái ban đầu, lên kim lên số một chiều của diode này. Đấy, thì như vậy qua cách đo như vậy thì các bạn biết được là con này nó có hoạt động hay không, test được thứ nhất là cái trạng thái chập và đứt, đúng không? Trạng thái chập và trạng thái là có hoạt động hay không. Đấy, nếu nó đứt thì nó sẽ không lên, khi mà các bạn kích nó sẽ không lên cái pin này. Đấy, thì còn MOSFET thì các bạn đo được. Ví dụ là những cái con MOSFET như này thì các bạn có thể đo kích được. Đấy, đo kích theo kiểu mà trên mạng hướng dẫn. Đấy, đo kích như này, đúng không? Rồi chạm hai que này lại với nhau, đúng không? Thì nó sẽ lên. Đấy, kiểu như thế này. Đấy, nó lên. Đấy. Đấy, và khi xả đi thì nó sẽ hết. Thì đấy là MOSFET các bạn đo được nhá. Thế các bạn chú ý MOSFET này, đấy, đo được. Đấy. MOSFET kích được. Nhưng IGBT thì các bạn dùng pin 9V cho mình, cứ thế mà đo thì sẽ test được tất cả các con IGBT nó còn sống hay nó đã chết. À, một cách là đơn giản. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.